Trưa nay ngày 5 tháng 9 năm 2017, một ghe tàu biển bị cháy tại ấp An Bình, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Theo đó, tàu biển mang tên Thọ và Phước bị kiểm soát KG 1346 TS do ông Hồ Văn Hương, ngụ phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang làm chủ. Được biết, trước đó tàu đã bị cháy trên biển và được dập tắt, sau đó tàu được lai dắt về bờ để sửa chữa. Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 5 tháng 9 năm 2017, tàu bốc cháy, nguyên nhân ban đầu được cho là trong quá trình sửa chữa, tia lửa hàng phát ra đã làm tàu bốc cháy lại. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng tàu đã bị cháy hoàn toàn, ước tính thiệt hại ban đầu trên 2 tỷ đồng, hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.